Tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Người xưa thường có câu, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chia sẻ với anh chị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Tuổi Giáp Dần sẽ gặp những chuyện gì và cần tránh mắc phải những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý, lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 11, tức ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 20 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 8 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành đồng thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 âm lịch. Giáp Dần là người rất đạo đức và ngay thẳng. Họ có nguyên tắc sống của riêng mình
luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của họ tốt và họ luôn tự tin trong công việc. Năng lượng mộc kép khiến cho những người tuổi Giáp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi chuyện, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Người sinh năm 1974 khá dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy. Thay vào đó, họ hiểu cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác để tiến hành nhanh hơn. Chính vì thế, họ có rất nhiều người ủng hộ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ngoài ra thì Giáp Dần cũng chính là những người rất hào phóng, họ luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình. Có thể nói, họ chính là người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như những người tuổi Dần mà luôn biết cách giải quyết các tình huống một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch cho thấy rằng đây là một tháng khá tốt để tuổi Giáp Dần 1974 phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, trong tháng tuổi Giáp Dần sẽ dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng bởi nhiều ý kiến chủ quan của mình. Có thể bản mệnh sẽ không nhận ra được điều đấy ngay đâu. Sự mù quáng che mắt thậm chí còn khiến cho những chú hổ đi mãi trên con đường sai trái. Về mặt sức khỏe, người tuổi Giáp Dần cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Dần sẽ cần chú ý các ngày âm lịch 17 tháng 11, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, và ngày âm lịch 29 tháng 11, tức ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, quý anh chị tuổi Giáp Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Giáp Dần. Bước sang tháng 11, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, cho thấy gia chủ tuổi Giáp Dần khá tự tin trong việc thực hiện mọi mục tiêu theo kế hoạch, vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nhưng bạn không được quá mạo hiểm, liều lĩnh mà đầu tư mù quáng. Bạn cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Đồng thời, để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tài lộc của tuổi Giáp Dần. Tháng 11 này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là các khoản thu lớn, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thành công, tăng thêm tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các anh chị tuổi Giáp Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Giáp Dần. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Dần, tháng này không thực sự khởi sắc.
Với những người độc thân, mặc dù trong tháng có một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Chính vì vậy, để kích hoạt tình duyên và phận đào hoa, người tuổi Giáp Dần cần mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tay sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hòa hợp vợ chồng, tăng cường tình cảm gia đạo. Sức khỏe của tuổi Giáp Dần. Nhìn chung, đây là tháng mà tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Giáp Dần khá ổn định. Bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh và thấy được những cải thiện đáng kể. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Dần nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào tháng cuối năm. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Dần cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm vòng tay tam giác khai vận của phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị về vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp để giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau.